82804 82789 31 đây này. Chúng tôi vừa đây đúng không? Xin giới thiệu đây là cái trường hợp mà một bạn đã giao dịch mua 4 con đà điểu bao gồm cả thuốc gửi theo, bao bì rồi vận chuyển, rồi thì bạn ấy có chat chuyển khoản cho mình là 8,4 triệu để lấy 4 con, đúng ra là 8,5 triệu. Cháu xin 100 để lấy lộc cho các em nó mau lớn chú nhé. Chú ơi. Vâng. Cháu chuyển cho chú ơi nhá. Chuyển bao tiền rồi? Cháu lấy 4 con thì cháu chuyển 8,4 triệu thì chú cho cháu 100.000 coi như là lại lộc cho cháu để tăng cho nó mau lớn à? 8,4 triệu à? Thì chú bảo là 4 con thì 8,5 triệu thì cháu gửi chú 8,4 triệu rồi. Ừ, được, đúng rồi, đầu năm ra lộc. Đấy, đầu năm thì chú lại lộc cho cháu, đấy thì coi như là tiền cám để cho nó nhanh lớn vậy. Đúng rồi. Đấy thì đấy, cháu 8 giờ sáng cháu chuyển rồi. Ồ, xin chào các bác, như vậy là đã đến cái mùa để mà chúng ta vào cuộc nuôi con đà điểu. Năm 2019, trước đây thì rất nhiều người gọi nhưng mà mình mới trả lời các bạn là vào chiều khoảng đầu tháng 2, cuối tháng 1 đầu tháng 2 và mình đã xuất bán ra từ tới đây là ngày 15 âm lịch sẽ có đơn hàng dành cho bạn này, ưu tiên những người chuyển khoản đặt tiền trước của mình rồi. Thì trên đây là những cái thông tin để các bạn nắm bắt được. Thứ nhất là cái mã số thuế, cái số tài khoản các bạn nhé. Các bạn thấy là ở đây thì nó có cái thông tin người mua, ở đây là số điện thoại như đây đó, về đầm hàng của Linh và bạn ấy đã chuyển khoản đủ cho mình rồi, bao gồm cả tiền cước và tiền một số những cái kèm theo. Đây là cái con dấu để mình xác nhận và các bạn có thể yên tâm khi mà đi trên đường. Thì như các bạn biết là gồm có số tài khoản, số điện thoại, các kênh mạng xã hội và địa chỉ cũng như cái số ngân hàng giao dịch. Tất cả những thông tin có trên phiếu và có cả hướng dẫn sử dụng, một số lưu ý. Thì ở đây tôi nói qua về một số lưu ý như thế này. Một số lưu ý khi bà con nuôi đà điểu lúc còn nhỏ, dưới 10kg. Thứ nhất là cho ăn bằng cái cám gà loại mạnh nhé. Các bạn nên mua 1-2 loại để vào 1-2 chỗ khi mới nhận được. Tại vì nó có thể nó thích cái loại nọ, thích cái loại kia, nó phù hợp với cái loại nó. Nhưng mà gần nhìn chung là loại cám gà mạnh, mà cái hãng cám loại tốt nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể thái nhỏ rau muống hoặc là rau hoa trắng, cái cỏ rau trắng hoa trắng ở dưới đường đó, rau muống. Chưa lên cho ăn rau lang vội bởi vì có thể là nó sẽ nhớt đi ngoài. Nên các bạn nên cố gắng là chuẩn bị cho mình một cái thảm, cái thảm giải nhà đấy là nó cách nhiệt ấm áp đúng không? Mà thời gian mới thì các bạn không nhất thiết phải giải cát ngay, các bạn nên nuôi thảm khoảng 10-20 ngày. Thảm thì nó rất là ấm đấy, các bạn nên cho nó ăn rau cám, có thể trộn thử rau với cám, có thể cho ăn rau riêng, tùy bạn quan sát, bạn để ý một chút. Và đặc biệt là mỗi ngày các bạn nhặt cho nó, vứt ra nó mỗi con khoảng 1-2-3 viên B1. Cái loại này các bạn để vứt xuống sàn nền là nó tự nhặt, mà thấy trắng trắng lạ nó nhặt luôn nhé. Cái B1 này nhiệm vụ để cho nó kích thích thèm ăn đấy. Và các bạn mua những cái thuốc uống như là uống gà, ví dụ như là bổ sung B complex. Đặc biệt là các bạn phải có bóng thắp sáng, sáng ở trên cao, thắp gần như là vẫn ban đêm thắp. Con này nó cũng gần như là nó cần ánh sáng thì nó không hoảng sợ mà. Đấy, buổi tối mà các bạn để tối um nó hoảng sợ chuột các thứ. Đặc biệt là cái bóng sưởi các bạn để ở cái khu nó ngủ tụm vào đấy, ở
góc chuồng chỗ nào đấy, nó nhiệt độ các bạn để nhiệt kế hoặc là các bạn cảm biến nhiệt khoảng 27 đến 33 độ là thích hợp cho uống. Uống thì các bạn không nên không cho uống quá nhiều canxi. Nhiều bạn tham quá cứ nghĩ là nó mau lớn, cho ăn thật nhiều và nó cũng béo quá, nó chả đứng được, cũng liệt. Cho uống nhiều canxi quá nó bị sùi khớp, sùi xương, nó cũng liệt. Các bạn phải chăn nuôi, các bạn phải nghe ngóng, nhìn, quan sát và để ý từng ngày, từng giờ, từng phút. Đấy, thiếu cũng chết mà thường cũng chết. Nên là các bạn lúc nó bé dưới 5 cân, các bạn không nên yêu cầu nó nhanh lớn quá làm gì cả. Quan trọng là các bạn giữ được đầu con, có nghĩa là chúng ta cho ăn đúng cám, uống đúng liều lượng và gì nó vận động tốt. Quan trọng là nó chạy nhanh, khỏe mạnh và nó không bị lệch chân, không hỏng chân, không bị yểu. Không cần dùng, phải ngoài 10 cân thì các bạn mới cho để mong nó máu lớn. Nó lớn chủ yếu là giai đoạn từ 25 cân đến 70-80 cân, nó lớn rất nhanh. Đấy, các bạn cố gắng là chỉ cho bổ sung thôi nhé, và lắng nghe cơ thể chúng. Đấy, cái thứ nhất là chúng ta thì giữ an toàn cho hai đôi chân trên cái nền chuồng phẳng và giải thảm khoảng 20 ngày. Sau khi giải thảm 20 ngày thì có thể là dùng cát hoặc là lên cao su hoặc là như nào đó thì chúng ta thấy êm để không bị tổn thương cái móng chân. Nền chuồng phẳng nhé, không có hố sâu, không có gốc cây, không có viên đá to cột, hoặc là không có âm thanh làm cho con giống nó bị giật mình hoảng loạn. Nếu như mà các bạn cẩn thận là phải cảnh giác chó mèo rắn chuột. Lúc nhỏ mình mỗi một con trong cái, nói chung là nó như con ngỗng con thôi, các bạn uống nó nhỏ không cần thiết. Nếu mà nó lớn dần thì những con nó, mỗi con nó khoảng gần 1 mét vuông, đúng không? Và khi nó lớn tầm 10 cân rồi, các bạn nên cho ra sân chơi. Những ngày nắng ấm áp thì cho nó ra sân chơi, những ngày mưa gió chúng ta cho vào nhà trong, quây bạt thắp sưởi chống gió chống lạnh. Đấy, nhiệt độ của nó ưa thích là 27-33 độ cơ mà. Nó ưa một cái vùng, con này nó ưa thoáng, ưa dỡ, ưa ấm, không nó không ưa ẩm ướt, không ưa chật chội. Cái thứ hai là giữ an toàn cho cái bộ dạ dày, bộ ruột của nó các bạn nhé. Một số các bạn có thể bị mắc phải lỗi là để cho nó ăn phải cái mảnh, một cái mảnh đá, mảnh sành, mảnh sỏi. Đấy, nó sắc nhọn, đấy, cái mẩu cây, dây bóng, ni lông, que củi, đá. Nó có thể đói, nó có thể nhặt bất cứ cái gì nó ăn. Đấy. Ví dụ cái dây bóng của bạn có thể dính một ít cơm, nó có thể thấy thế nó ăn rồi. Dây bóng thì nó dính ruột đúng không? Chậm lớn. Đấy. Hoặc là những cái mảnh sành, những cái thứ là nó ngô nghê, nó chả nghe nào, nó các bạn để đói, nó ăn những thứ linh tinh vào làm cho con bị tổn thương cái đường ăn uống vào diều và gì. Hoặc là bị tổn thương dạ dày, họng đúng không ạ? Gần đến tử vong hoặc là chậm lớn, nặng là chậm lớn. Cái thứ ba là cái nhiệt độ ưa thích là 27-33 độ tôi vừa nói trên rồi. Trong giai đoạn dưới 5 kg thắp bóng úng đốt. Còn nếu như mà nhiều thì các bạn nên thiết kế cái đốt than, và nhớ là đốt than phải có cái lồng lưới để chống bị bỏng, hoặc là quây bạt kín gió đúng không, thắp bóng sưởi rồi nắng ấm cho ra chơi, mưa lạnh thì uống vào. Nó rất là ưa thoáng và ưa nắng nhé các bạn nhé. Đặc biệt là nó lên cho ăn chất rau, chất xơ, nó rất thích ăn chất ví dụ như rau hoa trắng, rau muống hoặc những cái ngọn cỏ, ngọn cây nó mềm mềm lúc nó bé. Lúc nó lớn thì các bạn có thể nghiền thái cây chuối, cỏ voi ăn được hết. Những cái thứ tận dụng của nông thôn ăn được hết nếu mà để tạo chất xơ. Cái bệnh đi ỉa thì có thể là do các bạn để rau lẫn cám trộn với nhau lưu cữu quá bữa, ăn đi ăn lại chua đúng không, hoặc là ăn phải cái nguồn cám bị mốc, hoặc là do cái nước uống nó bị chua bẩn, nó bị nghiêng, nó bị đổ ra lên chuồng, cát bị ẩm ướt, hoặc là do cái mật độ quá đông, có thể là nó ăn phân của nhau. Các bạn nó đi ra cái các bạn lấy bay thợ xây, các bạn gảy đi và gì các bạn đừng để nó chân nó dẫm vào phân nhòe nhoẹt ra. Đấy. Nó phải khô thoáng đúng không ạ? Hoặc là do các bạn để nó nằm dưới cái cát nó lạnh bụng, hoặc là do cái nhiệt độ thiếu nó lạnh bụng.
Đấy, yêu cầu là nói chung là phòng là hơn chữa, các bạn lên cảm giác như thấy nó ấm áp, sờ vào nó nhanh nhẹn, nó ăn uống tốt đều đặn, để ý nó trong vòng một tuần đầu nó ổn định nó ok. Thì các bạn chăn nuôi các bạn không thể vung quăng bỏ quật được các bạn nhé, tại vì các bạn bỏ số vốn ra cũng rất là nhiều, khoảng gần 2 triệu bạc một con. Tôi cũng là một người nông dân rất thấu hiểu cái kinh tế của người nông dân, tôi phát triển kênh con đà điểu này một phần cũng là một cái lợi thế tại địa phương của tôi, và tôi cũng đã đang rất là thành công về cái việc nuôi đà điểu như thế này các bạn ạ. Thì các bạn lên nuôi thì so với những cái con gà con lợn nó rủi ro thấp, đề kháng nó cao hơn, đầu ra nó ổn định hơn, và gì cái giá trị mang lại về giá trị thương phẩm, trứng thịt rồi lông da rồi có thể là ngắm cảnh cưỡi được các thứ, nó rất là thuận tiện đúng không, da có thể làm ví các thứ, rồi rất nhiều những cái vấn đề con đà điểu nó rất là có giá trị trong cuộc đời sống của chúng ta hiện nay. Nó thay thế con gà, thay thế con lợn đúng không? Chúng ta ăn cái thịt con đà điểu, cái tỷ lệ bị gút, tỷ lệ bị những cái bệnh nó sẽ rất là thấp, cái hàm lượng nó rất tốt cho sức khỏe con người, khác hẳn với con bò và con lợn. Cái bệnh tiếp theo tôi nói ở đây là bệnh liệt. Liệt thì ở đây do có thể là các bạn ăn uống sơ sài đạm bạc quá, đấy, không cho thấy cám cò thì ăn rau, thì ăn cám liên hoàn hay cám gì đấy, nó không có thành phần như là cả cám ăn thẳng, nó có thể thiếu chất canxi. Và nhiều bạn năm ngoái năm kia cũng họ gọi điện là thấy bảo là bổ sung canxi, đấy cứ mua toàn như là canxi cho ăn vã, nên là nó thừa canxi, nó cũng bị sùi khớp sùi xương, nó cũng đau, nó không đứng được, nó liệt rồi nó không di chuyển được. Các bạn phải quan sát hàng ngày, khi nó nhanh nhẹn thì các bạn điều chỉnh chế độ canxi và chế độ. Có nhiều bạn thấy nó ăn được thì cứ cho nó ăn, ăn béo lúc đích như một con nhộng, như một con lợn ỉ, nên là người nó rất nặng, cái chân của nó chưa phát triển kịp để nó chống đỡ cái cơ thể nó, thì nó cũng gây ra bệnh liệt. Nó không ra thì người bị béo phì nhưng mà không vận động, đúng không ạ? Do cái gì? Do nó chạy, nó bị ngã, bị hoảng loạn, bị trơn, do cái tư thế, do cái nhiều kiểu, cái đôi chân của nó rất quan trọng. Các bạn, cái bệnh liệt này nó do các bạn phải cực kỳ để ý cái địa hình, cái chế độ ăn uống và mọi vấn đề để giữ được cái đôi chân của nó không bị chảy khớp, không bị ốm gầy, đúng không ạ? Các bạn cố gắng giữ nó, đến nuôi nó đến cái giai đoạn tầm 8-10 kg đổ ra thì các bạn thấy là nó cũng đỡ hơn. Và đặc biệt là kể cả đến lúc 20-30 cân, nếu như các bạn chăn nuôi các bạn không có một cái chuẩn bị, không có một phòng chữa, không có một cái gì thì vung quăng bỏ quật thì nó cũng không thể thành công được. Đấy, có những người nuôi nó có thể nó hao hụt một vài con thì người ta vẫn có lãi, nhưng mà các bạn càng không để hao hụt đầu con thì càng có lãi, đúng không ạ? Đặc biệt là các bạn nuôi đến lúc trưởng thành, các bạn tự quyết định được cái đầu ra của các bạn. Ví dụ các bạn tự làm giò làm chả, tự bán thịt, tự giết mổ, hoặc là tự đưa ra tiếp thị, đưa đến những cái siêu thị, những cái nhà hàng quán phở, thì điều đó là rất tốt. Các bạn có thể ăn ra được khoảng gì, khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu nữa. Nên nếu mà bình thường một con thì nếu như các bạn nuôi, năm vừa rồi một bác nông dân có chia sẻ là có nuôi bán giá 85.000 một kg hơi, và nuôi bị đầu nuôi khoảng gần đầu đuôi là gần 30 con, nhưng mà bị hụt mất tận 7 con cơ. Thế mà bác vẫn vẫn bỏ túi là 3 triệu một con. Đấy, thế thì vậy chi nào bác có nói là bác được 70 triệu tiền lãi trừ hết chi phí rồi, mà khi bán là có 20 mấy con thôi. Đấy, mình nhớ không chính xác lắm nhưng đại khái là 3 triệu một con. Thế thì các bạn thử hỏi là so với con gà con lợn thì ra quá là ok rồi, đúng không ạ? Tôi cũng rất là mong là các bạn lên để ý, lên quan tâm đến kênh này và chia sẻ cho mọi người để biết đến những con đà điểu và cùng nuôi. Tại vì mình nuôi ra mình mổ mình ăn, mình thay những món ăn trong thường ngày thôi, chứ mình không có cái gì cả. Thực tế là tại địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, cả một cái dãy phố dài 1 cây số gần như là người dân bán thịt đà điểu, nuôi đà điểu, sống về con đà điểu. Cái chất lượng sống ở đây nó rất thuận tiện. Đấy, không ở đâu mà nó dễ sống như cái quê hương chúng tôi, đặc biệt là gần cái trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, một trong những cái bộ phận của viện chăn nuôi cho giao nhiệm vụ phát triển con đà điểu. Mong rằng các bạn lên quan tâm về cái kênh đà điểu này. Các bạn nên nhớ là đây là cái biểu tượng mà mình đăng tải để mình ship hàng đóng vào thùng xốp. Mình gửi từ Hà Nội đi các tỉnh từ miền Trung miền Bắc là quá ok luôn trong ngày. Còn nếu các bạn ở trong khu vực miền Nam thì các bạn có thể qua chỗ văn phòng đại diện của mình là tại nhà xe Anh Khuyên tại bến xe miền Đông Sài Gòn,
hoặc là các bạn ở khu vực miền Tây thì các bạn có thể là chúng tôi sẽ gửi từ miền Đông xuống miền Tây, hoặc là các bạn có thể là đến miền Đông các bạn nhận. Điều đó là chúng ta phải kết hợp, bởi vì khi nó đi quá dài thì các bạn phải tính như các bạn đón nó càng sớm, các bạn bỏ nó ra, các bạn cho nó nghỉ thoáng đãng, mà các bạn cho nó uống nước, cho nó nghỉ ngơi, cho nó vệ sinh cái thùng xốp đi, thì điều đó là rất là tốt các bạn. Đấy, các bạn năm ngoái tôi đã gửi xuống khu vực miền Tây, khu vực Đồng Tháp, các bạn đã nhận và đã nuôi, năm nay đã trưởng thành rồi và cũng có đạt tiếp. Hy vọng rằng là cái kênh đà điểu này sẽ mang lại những cái thú vị cho các bạn. Đấy. Cuối video thì không biết nói gì hơn là giới thiệu các bạn ở cái kênh, vào các bạn vào cái kênh Chim Hú Ê Hay, và các bạn gõ cái tìm kiếm là nuôi con đà điểu, hoặc là cái từ con đà điểu. Chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả những cái bài về cách làm chuồng, về tập tính, về mọi vấn đề, và những cái video tiếp theo sẽ được chia sẻ cho bà con nông dân cùng bắt nhịp với cái con đà điểu. Đấy. Xin cảm ơn các bạn, và các bạn quan tâm những cái thông tin trên và thấy video tôi chia sẻ bổ ích, các bạn có thể đăng ký hoặc chia sẻ với người khác. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau đó.